Thầy lang xoài. Hồng Xiêm, Hồng Xiêm, ôi, có chuyện gì mà mày hớt hải, mặt mũi tái xanh lên thế? Ôi giời ơi, mệt mật, không hiểu sao nó đau bụng, nôn thốc nôn tháo ở sân nhà thầy Đồ. Tớ với cậu tới khiêng, đưa nó sang nhà thầy lang. Na chân yếu tay mềm, không khiêng được. Thế thầy Đồ đâu? Ôi giời ơi, thầy mà ở nhà, có khi còn rắc rối hơn đấy. Nhanh đi, ăn cho lắm vào. Ôi, đau quá. Đau thế. Cố lên mít mật, Hồng Xiêm và Xoài sẽ đến khiêng cậu sang nhà thầy lang. May quá, các cậu đến rồi. Tớ biết nguyên nhân rồi. Không cần phải sang nhà thầy lang làm gì cho mệt. Na vào nhà, lấy cho tớ cái áo của thầy Đồ. Sao lại lấy áo của bố tớ? Tớ nói gì, cậu cứ làm theo đi. Nhanh nhé. Tớ biết rồi. Cậu lại bày trò gì thế? Thì đánh nhau với tử thần ấy mà. Có áo của cha tớ đây. Cầm giúp tớ. Xoài, tớ với cậu đỡ nó dậy. Khiếp, ăn cái gì mà nặng thế không biết. Cậu chịu khó, ngửi cái cánh áo của thầy Đồ đi. Eo ơi, mùi gì mà chua thế. Chua cũng phải ngửi. Chỉ có cách này, cậu mới nôn ra dễ nhất thôi. Xoài, bỏ tay nó ra, cho nó hít rau mùi của thầy Đồ. Được, để tớ. Thôi, để tớ ngửi. Khiếp, không biết cái áo của thầy bao ngày không giặt rồi. Cậu khỏe rồi đấy, nhưng vẫn phải qua nhà thầy lang lấy thêm ít thuốc về uống cho hồi sức. Hồng Xiêm giỏi quá. Không ngờ cậu có nhiều tài lẻ thế đấy. Công nhận, tớ thấy bụng nhẹ hẳn đi. Công nhận là cậu giỏi. Nhưng tóm lại, lá mít mật bị bệnh gì thế? Bệnh ăn tham. Nó ăn trứng gà luộc sống nên bị đau bụng. Sao cậu biết nó ăn trứng gà luộc sống? Có phải sáng nay Na nhấm mít mật trong nhà hộ không? Đúng rồi, tớ có nghe Na kể lại. Nhưng sao? Mít mật nó trong nhà hộ Na đã lấy trứng gà của Na đi luộc. Luộc vội luộc vàng vì sợ Na hoặc thầy Đồ về nên đã bị sống. Ăn vội vàng nữa. Cứ cho là thế đi. Nhưng sao cậu biết chuyện nó ăn trứng gà sống? Lúc tớ đến, tớ đã nhìn thấy các vỏ trứng gà còn chút lòng đỏ sống vứt đầy chân chõng, nên tớ biết thôi. Đoán bệnh như thế, tớ cũng có thể làm thầy lang được. Ôi, đau quá. À. Cha bị làm sao thế? Xoài ơi, có lẽ cha không sống nổi. Có khi cha phải về với mẹ cả đây, Xoài ơi. Ôi, cha! Giờ con là thầy lang rồi, con sẽ chữa bệnh cho cha. Cha, có phải cha mới ăn thịt gà không? Trời ơi, từ hôm qua đến giờ, cha nào được miếng thịt gà nào đâu. Chắc chắn cha đã ăn thịt gà và bị ngộ độc, con khẳng định như thế. Trời ơi, ông đã nói là ông không ăn thịt gà mà. Cha khai thật đi, cha ăn thịt gà đúng không? Con đã thấy cha ăn thịt gà, cha nói thật thì con mới cho cha ngửi cánh áo của thầy Đồ được. Trời ơi, ông đã nói là ông không ăn thịt gà. Đã ham chơi tổ tôm gái gú, giờ lại còn thêm tội ăn cắp tặc nữa. Bắt trộm gà của nhà mang đến chiếu tổ tôm nhậu phải không? Ôi giời ơi, không đâu. Đời nào tôi mang của nả nhà mình cho người khác ăn cơ chứ. Thế sao thằng Xoài nó biết ông ăn thịt gà? Chẳng phải nó nhìn thấy à? Xoài, nhìn thấy ông ăn thịt gà lúc nào hả? Thì con thấy cái chổi lông gà để ở dưới gầm chõng này này, nên con đoán cha bị ngộ độc do ăn thịt gà thôi. Trời ơi, thằng ngu. Mẹ mày cầm chổi lông gà đánh tao đấy. Ôi giời ơi, đi chơi về muộn lại còn nói năng linh tinh,
Nằm xuống cạnh cha mày. Nhanh, đi chơi này, đi chơi về muộn này. Nói năng linh tinh này. Ôi mẹ ơi, con xin mẹ đấy. Việc này là do thằng Hồng Xiêm, ta hại nó. Trời ơi, lại là nó. Con ơi là con.